Thầy xin chào tất cả các con. Hôm nay là thầy trò mình sẽ gặp lại nữa rồi ha. Hôm nay gặp lại, thầy sẽ giải quyết cho các con là các bài tập của bài 12, là bài luyện số thực ha. Hôm đó là thầy giảng lý thuyết là thầy cũng giảng rất là kỹ cho các con rồi ha. Hôm nay thầy sẽ giảng thêm bài tập nữa thì chắc chắn rằng các bài tập hợp số thực này chắc chắn các con sẽ hiểu rõ về nó hơn. Và đây là cái nền tảng để con bước vào lớp 8, lớp 9 và bước vào cấp 3 một cách là kiến thức đầy đủ nhất ha. Rồi, còn bài tập này. Bài 87. 87 trang 44. Người ta bảo điền những cái dấu thuộc, không thuộc và cái dấu con thích hợp vào ô trống. Đây có 3 này. 3 thuộc quy, 3 thì tất nhiên là thuộc quy rồi, đúng không? Rồi, cái rồi 3 có thuộc R hay không? 3 tất nhiên thuộc R, 3 là số tự nhiên là trong quy. Rồi, số tự nhiên là trong z trong quy, rồi quy trong R, được chưa? Rồi, 3 có thuộc Y hay không? Chắc chắn là không thuộc rồi con. Y là tập hợp số vô tỷ, không tuần hoàn ha, tức là số tỷ mà không tuần hoàn, tức là số vô tỷ đó, thấy chưa? Rồi trừ 2,53, ở đây là số vô tỷ là đúng rồi các con, thấy chưa? Số vô tỷ. Rồi 0,235, đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn có 35 là được tần số. Như vậy đó không phải là số vô tỷ, nhớ chưa? Rồi tất nhiên n là con của z ha, là con của z, và y tức là con của y là con của r ha, tức là tập hợp số n là quy là số vô, số vô tỷ và số vô tỷ ha. Rồi. Bài 44 các bài 88 trang 44 các con nè. Người ta bảo điền vào chỗ trống các phát biểu sau. Nếu A là số thực, câu A. Nếu A là số thực. Nếu A là số thực thì A là số, thì A là số hữu tỷ. Đấy nhờ, hữu tỷ hoặc là số vô tỷ, là số vô tỷ, thấy không? Rồi số thực thì nó là bao gồm là số hữu tỷ và số vô tỷ, cho nên nếu A là số thực thì A sẽ là số hữu tỷ hoặc là số vô tỷ. Rồi câu B nè, nếu B là số vô tỷ thì B biết được dưới dạng, nếu B là số vô tỷ thì B viết được dưới dạng, viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn, thì sau này khi đó là số vô tỷ là ta biết được số thập phân dưới dạng là vô hạn không tuần hoàn. Ví dụ như là 1,4,5,7,9,0,6,7,3,2,1,9,8 gì đó, nó tùm lum gì đó, số thập phân như vậy ha. Rồi, như vậy cái đó là các con biết rồi. Đây là ví dụ luôn. Rồi 1,7,6,9,7,3,0,2,1,4,5,6,8,6,2,0,1. Đó, số thập phân của bạn không được. Rồi bài 89 trang 44, trang 45 các con, trang 45. Ta nói nè, trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Nếu A là số nguyên thì A cũng là số thực, đúng rồi đó. Nhưng mà câu A đúng nha, câu A đúng. Được chưa? Nếu A là số nguyên thì A cũng là số thực, đúng rồi. Thế nhớ nè, tại vì số nguyên là nó nằm trong quy, mà quy là nằm trong R, là số thực ha. Rồi câu
Câu B, chỉ có số 0 mới là số hữu tỉ dương, cũng không phải là số hữu tỉ âm. Cái câu này sai đúng không? Câu B là sai nè. Vì còn có số khác nữa, còn có số khác mà không phải còn có số khác mà không phải số thực dương cũng không phải số thực âm là số hữu tỉ dương nhé, số hữu tỉ dương số hữu tỉ dương đúng không? Số hữu tỉ dương là số hữu tỉ âm. Ví dụ như số vô tỉ chứ nè, số vô tỉ đâu phải là số hữu tỉ dương cũng không phải số hữu tỉ âm, đúng vậy không? Rồi câu C, nếu A là số tự nhiên thì A không phải là số vô tỉ, đúng rồi, số vô tỉ là số cộng ba vô hạn không tuần hoàn, nhưng mà số tự nhiên là không phải ha. Như vậy câu C là đúng rồi. Như vậy nếu A là số tự nhiên thì A không phải là số vô tỉ nha. Tại vì số tự nhiên á thì nó nằm trong Z là số nguyên, Z thì nó nằm trong quy là số hữu tỉ, được chưa? Còn quy là nó nằm tức là đúng rồi, còn cái số vô tỉ là số mà thập phân vô hạn không tuần hoàn, còn số hữu tỉ là số thập phân vô hạn tuần hoàn và hữu hạn, nhớ. Rồi bài 90 hả con, bài 90 trang 40 dòng ha, người ta nói gì đây? Thực hiện các phép tính câu A là 9/25 trừ có 2 × 18 chia cho 3/4 cộng với 0.2 để chơi các con đó. Như vậy đây nè, các con tính rất là đơn giản thôi, được chưa? Thứ nhất là các con thực hiện phép nhân này trước và đưa về cái hàm số này trước ha, tức là ra 9/20 15 trừ cho 2 × 18, 2 × 18 bằng là 30 16, chia cho đây các con biết rồi đó, hỗn số con số này lấy mẫu nhân số đứng trước cộng tử, 5 × 3 = 15 15 + 4 = 10 19/5 cộng cho 0.2, được chưa các con? Rồi như vậy mình thực hiện cái này thôi ha, cái này là mình từng phép tính như vậy, nhưng mà từ đây ra mình được quyền là làm hai, được chưa? 9/25 trừ cho 36 đó là ha, trừ 8/91 15 chia cho cái này ha, 19/5 19/5 cộng cho 0.2 đó là 4, tức là 4 là 4/1 các con, được chưa? Rồi như vậy thì sẽ bằng là trừ 8/91 = 25 nhân cho 1/4 ha, đó như vậy là gì đây? 8/91 = 25 nhân cho 1/4 ha. Rồi tức là ra trừ 8/91 = 100 rồi các con thấy chưa? Đó cái bài này tức là các con đưa vô đây mà không bấm máy ra liền cái số là không đúng, các con phải thực hiện nè, đó tức là các phép nhân này trước, rồi xong rồi từ các hỗn số này ra phân số. Rồi cái này nè là nếu nhá là các con phải quy đồng, các con phải quy đồng để chơi nè, nhưng mà ra tới đây á nếu như có thầy cô mà dễ chịu là các con có thể bấm ra đây luôn được rồi, hoặc là con quy đồng lên như thế này này, hoặc là tới đây ha, các con quy đồng này mẫu chung là 26, như vậy 9 nè phần 25 nè trừ cho 36 nhân 25 phần 25.
không? 155 chia cho 19 phần 5 là dân, cộng cho 0,2 là nhân cũ và mở cho đó. Như vậy thì bây giờ có mẫu chung là 25 rồi, được chưa? Đó, mẫu chung 25 rồi. Như vậy ở đây lấy 9 trừ cho 36 nhân 25 ha, 36 nhân 25 đó, 900, được chưa? Rồi chia cho cái này con số mẫu chung là 5 rồi đó, còn ở đây là 19 19 cộng cái 5 nhân 20 là cộng 1, được chưa? Đó, thì nó ra 900 ha. Đó, là bằng trừ 891 bằng 25. À, cái này chia 10, 20 cho nó được 4. Tức là bằng trừ 891 chia cho 20, 15 nhân cho 1 bằng 4. Là bằng trừ 891 thêm cho 1, 100 tử mẫu nhân mẫu. Đó. Nếu như các con tính toán là tính đầy đủ nó như thế này, tới chỗ này mà bấm máy như thế này là cũng hơi vội đó, tới đây mà bấm máy là cũng hơi vội đó, là các con phải thực hiện các phép tính là quy đồng nó như thế này ha, rồi ra như thế này nó sẽ nhận ha, được chưa? Còn máy thế mà tính cơ bản như máy thế này các con được quyền bấm máy nha, nhưng mà đùng một phát vô các con bấm ngay từ đầu luôn là không được. Rồi các con mình tiếp tục mình làm câu B này. Câu B tức là 5 phần 18 trừ 1,456 chia cho 7 phần 25 cộng cho 4,5 nhân cho 4 phần 5. Đó, như vậy khi các con nhìn vào cái bài toán này á, là trong bài toán này nó có cộng trừ nhân chia. Như vậy ta phải thực hiện các phép tính là nhân chia trước cộng trừ sau, rồi các con đó là 5 phần 18 nè, được chưa? Đó, trừ các con phải dùng thực hiện phép chia này trước, tức là 1,456 này nhân cho 25 phần 7 này, được chưa? 1,456 này các con để là 1,456 3 cái phải sau này chia cho 1,000, được chưa? Đó, rồi cộng cho 4,5 này, 4,5 để có lại 45 phần 10 nhân cho 4 phần 5 ha. Rồi, bây giờ các con rút gọn nè. 5 phần 10, 18 ha. Ở đây các con nên nhớ bấm máy là nó nhanh ha. Con số này 1,456 phần 1,000. Được chưa? Rồi thì nhân cho 25 phần 7 nhân cho 25 phần 7 bằng, được chưa? Ra là 26 phần 5 trừ 26 phần 5. Còn ở đây các con 9 nhân 5 là 45, được chưa? Dấu cộng này như vậy còn 9 10 rút gọn cho 2 như vậy còn 5, đúng không? Như vậy 9 x 2 là 10, 18 nè, 9 x 5 là 45 là 9 nè, thấy không? 4 x 2, 5 x 2 rút gọn 2 bằng 5, 9 x 2 18 bằng 5. Đó, được chưa? Như vậy khi mà xong ra tới đây rồi thì các con thực hiện phép tính là chỉ có cộng trừ. Cộng trừ là các con thực hiện từ bên trái sang bên phải, đúng không nè? Hoặc là các con quy đồng hết lên. Quy đồng lên nè. Mẫu sẽ là 18 nhân 5, như vậy 5 trên 18 nhân 5 trừ cho 26 phần 5 nhân cho 18 nhân 18, được chưa? Cộng cho 18 phần 5 nhân cho 18 nhân 10, 18. Bây giờ mẫu chung là 5 nhân 18 rồi ha. 5 nhân 10, 18 là bằng 90 rồi ha. Bằng 40. 5 nhân 5 là 20, 15 trừ cho 26 nhân 18, 26 nhân 10, 18 sẽ bằng là 46, 68 cộng cho 18 nhân 18 nhân 18 bằng là 324, được chưa? Rồi mẫu là 90. Rồi 25 trừ cho 4, 68 cộng cho 324 bằng, rồi trừ 110, 19. Như vậy ra là
trừ 119 phần phần 90 đó. Tức là con được quyền sử dụng máy tính như thế này. Ví dụ như cái này tính cho nó rõ thì các con bấm máy tính được, được chưa? Đó. Rồi ở đây các con bấm máy tính được. Rồi đây. Xong rồi con phải quy đồng lên, quy đồng lên. Chứ tới đây con bấm liền ra máy tính là các con cũng được. Được chưa nào? Con phải tính theo bước để các con biết cách. Chỉ có mấy cái chỗ nhân chia cộng trừ cộng, ví dụ tới đây các con được quyền bấm máy tính mấy cái này. Được chưa? Rồi xong chúng ta là cái này con bấm máy tính ra luôn ra được. Như vậy tới đó là bấm máy tính được. Làm việc ra tới đây có đầy đủ bước thực hiện theo bước như thế nào đàng hoàng, đúng như các con đó. Rồi như vậy đến đây là bài tập cũng tương đối tốt rồi. Như vậy thầy Thái xin chào tất cả các con và chúc các con học